Chào mừng các bạn quay trở lại với khóa học piano từ cơ bản đến nâng cao. Mình là Quang Đức. Bài trước là bài số 3, chúng ta đã làm quen với khóa son và khóa pha. Đồng thời là cũng đã học được 7 nốt nhạc ở trên khóa son. Đấy, và đàn được giai điệu bài Con chim ly bằng tay phải rồi đúng không ạ? Bài học hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn các yếu tố nhạc lý hay xuất hiện trên bản nhạc như là chỉ số nhịp, ô nhịp, vạch nhịp, dấu nhắc lại. Và tiếp đó là chúng ta sẽ học tiếp các nốt nhạc ở trên khóa pha. Và nốt nhạc trên khóa pha là đàn bằng tay trái đúng không ạ? Hấp dẫn nhất là mình sẽ hướng dẫn các bạn đàn được tác phẩm bài Jingle Bell bằng tay trái các bạn nhé. Nào, bắt đầu thôi. Các bạn thấy trên một dòng của khuôn nhạc có các dấu vạch giữa để ngăn cách, thì đó chính là vạch nhịp. Riêng vạch nhịp cuối cùng của bài hoặc là của một đoạn thì người ta sẽ dùng vạch kết. Vạch kết bao gồm một vạch đậm và một vạch nhạt. Ngoài ra các bạn cũng cần ghi nhớ và hiểu về cách sử dụng dấu quay lại nữa. Thì khi mà chúng ta gặp dấu quay lại là vạch kết ấy, cộng thêm dấu hai chấm đằng trước đó, thì đó là dấu quay lại. Thì chúng ta sẽ quay trở lại đàn cái đoạn mà chúng ta vừa đàn một lần nữa nhé. Tức là quay trở lại từ đầu. Ví dụ như bài Con chim gì mà trong buổi trước chúng ta đã học, nếu cuối bài mà có gặp dấu quay lại thì chúng ta sẽ quay lại từ đầu và đàn tác phẩm một lần nữa các bạn ha. Và những cái vạch nhịp này nó sẽ chia khuôn nhạc ra thành các ô nhịp đều nhau. Đấy, các ô nhịp các bạn nha. Trong một khuôn nhạc thì được chia thành các ô nhịp đều nhau. Và đều nhau là như thế nào? Có nghĩa là các ô nhịp đó có số phách đều bằng nhau và tuân theo chỉ số nhịp ở đầu bản nhạc đó. Nói đến đây thì lại thêm cái chỉ số nhịp, thì các bạn để ý là ở đầu bản nhạc ấy, sau khóa nhạc thì chúng ta thấy xuất hiện các chữ số giống như phân số toán học đúng không ạ? 44 này, 23, 38 đó. Thì đó chính là chỉ số nha, chỉ số nhịp. Thì phần này sẽ có một cái số bên trên và một số bên dưới, giống như là kiểu tử số và mẫu số trong toán học đấy, thì chúng ta gọi là tử số mẫu số cho dễ hiểu nhá. Thì phần tử số là chỉ số phách trong một ô nhịp, phần mẫu số thì chỉ giá trị độ dài của mỗi phách đó. Và cách tính giá trị độ dài của mỗi phách là lấy nốt tròn chia cho cái mẫu số đó. Rồi, nói thì khó hiểu lắm, thì mình sẽ ví dụ vào nhịp 2-4 các bạn nhá. 2-4 thì có tử số là số 2 thì cho biết tồn tại hai phách trong một ô nhịp. Mẫu số là số 4 cho biết giá trị của một phách bằng một nốt đen. Vì sao ạ? Thì chúng ta sẽ làm như này. Công thức là lấy nốt tròn chia cho mẫu số, mà nốt tròn có giá trị là 4 chia cho mẫu số là 4. Vậy là 4 chia 4 bằng 1. Tính ra là một phách, vậy là một phách là bằng một nốt đen đúng không ạ? Đó. Thì tương tự chúng ta có nhịp 3-4, tử số là số 3, nghĩa là có 3 phách trong một ô nhịp. Đấy, mẫu số là số 4 thì là giá trị của mỗi phách bằng 1/4 nốt tròn, bởi vì lấy nốt tròn chia cho 4 bằng 1 thì chúng ta được 1/4 nốt tròn là nốt đen. Rồi. Ví dụ vào bài Jingle Bell này luôn cho chúng ta dễ hiểu nha. Jingle Bell thì chỉ số nhịp là 4/4, nghĩa là mỗi ô nhịp thì chứa 4 phách này, rồi mỗi phách tương ứng với một nhịp, bởi vì là lấy 4 chia 4 bằng 1 mà. Đó. Thì các bạn thấy độ dài của hai ô nhịp bằng nhau và sẽ bằng 4 phách các bạn nhé. Rồi mình sẽ đàn cho các bạn nghe. Rồi đếm 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Đó. Tức là 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 này sẽ lặp lại nhá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rồi, mình sẽ ví dụ như đây thôi. Ngoài ra thì trong phần mình đàn ấy, nếu các bạn tinh ý ra thì các bạn sẽ thấy là có nốt kêu to, có nốt kêu bé, thì đó được gọi là
trọng âm. Cũng giống như là chúng ta nói tiếng Anh ý, cũng có trọng âm. Thì trọng âm là những phách kêu to hơn thì gọi là phách mạnh. Và những phách không có trọng âm thì chúng ta gọi là phách nhẹ. Rồi, mình sẽ đàn lại cái bài Jingle Bell các bạn nghe nhé. Nó hơi to hơi nhỏ một chút để cho các bạn dễ hình dung là cái trọng âm nó sẽ như thế nào các bạn nhá. Và sau đây mình sẽ liệt kê cho các bạn ghi lại trọng âm của một số loại nhịp. Đối với từng loại nhịp thì chúng ta sẽ đặt trọng âm vào những vị trí khác nhau. Nó cũng giống như công thức y như nói tiếng Anh thôi ạ. Đối với nhịp 2-4 thì phách mạnh sẽ là phách thứ nhất, phách nhẹ là phách thứ hai. Với nhịp 3-4 thì phách 1 mạnh, phách 2 và phách 3 nhẹ. Đối với nhịp 4-4, phách 1, phách 3 mạnh, phách 2, phách 4 nhẹ. Nhịp 4-4 giống như bài Jingle Bell vừa nãy ấy, thì chúng ta sẽ đọc là mạnh, nhẹ, 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 mạnh, nhẹ. Đó, đại khái là nó như thế. Nhưng mà khi mà chúng ta chơi chúng ta không đánh nó quá rõ ràng như vậy các bạn nhá. Trong bài trước thì chúng ta đã biết piano thì chúng ta cần học là khóa son và khóa pha rồi đúng không ạ? Nếu như các nốt nhạc trên khóa son là dành cho tay phải thì các nốt nhạc trên khóa pha sẽ dành cho tay trái. Và khóa pha có điểm bắt đầu ở trên khuôn nhạc là dòng số 4. Vì thế nốt nhạc nằm trên dòng kẻ số 4 là nốt pha. Từ đó mà chúng ta cũng dịch ra được vị trí của nốt khác. Các bạn quan sát vị trí các nốt sẽ lần lượt là Đô, Rê, Mi, Fa, Son, La, Si. Thì cái mẹo cũng giống như lần trước thôi. Thì để học thuộc các nốt giống như khóa pha thì các bạn hãy chia các nốt ra để học thuộc nhé. Nốt nhạc nằm trên khe gồm các nốt Đô, khe số 2, Mi, khe số 3, Son, khe 4, Si nằm trên đỉnh khuôn nhạc. Các nốt nhạc nằm trên dòng kẻ đó chính là Rê, Fa, La. Đó, các bạn hãy dừng video ở đây và các bạn ghi lại những cái phần đang được hiển thị ở trên màn hình các bạn nhá. Rất hữu hiệu đấy ạ. Câu hỏi đặt ra là tại sao mà chúng ta không dùng một khóa cho đơn giản để dễ nhớ đúng không ạ? Mà phải dùng đến hai loại khóa nhạc. Khóa pha phải học 7 nốt rồi, khóa son 7 nốt nữa, vẫn là Đô, Rê, Mi, Fa, Son. Đó. Thì mình lý giải này, bởi vì trong âm nhạc có rất nhiều nốt nhạc với các cao độ cao thấp khác nhau. Rất trầm, tầm trung, rất bổng. Đó. Mà nếu chúng ta muốn viết những nốt nhạc ở cái quãng cực trầm thì sẽ phải sử dụng rất nhiều dòng kẻ phụ phía bên dưới, dẫn đến tình trạng là rối mắt và rất là khó hiểu. Đó, ví dụ như này, cũng là một nốt mi này thôi, của một nốt mi này. Nhưng mà nếu mà biểu thị trên khóa son thì nó sẽ nằm rất sâu bên dưới, nằm ngoài khuôn nhạc luôn. Đó, nhưng mà đối với khóa pha thì nó lại nằm bên trong khuôn nhạc luôn. Đó, thì các bạn đã hiểu được cái ý nghĩa vì sao mà có hai khuôn nhạc chưa ạ? Đồng thời là khóa pha và khóa son nó tách biệt tay phải và tay trái cơ mà. Rồi, ok, bây giờ mình xin mời các bạn đến với phần thực hành bài Jingle Bell. Bài này thì có hai dòng nhạc được viết trên khóa pha. Như vậy là chúng ta sẽ đàn bằng tay trái các bạn nhé. Ở đầu dòng, cạnh khóa pha các bạn thấy chỉ số nhịp là 4-4. Rồi bây giờ chúng ta sẽ áp dụng luôn kiến thức mà chúng ta vừa học ở phần 1 vào các bạn nhé. Như vậy là mỗi ô nhịp trong bài này sẽ là có 4 phách đúng không ạ? Bởi vì tử số là số 4. Rồi bây giờ xử lý đến phần xử lý mẫu số. Thì chúng ta sẽ lấy nốt tròn chia cho 4. Nốt tròn có nghĩa là 4 nhịp chia cho 4. Vậy là chúng ta được 4 chia 4 bằng 1. Đó, vậy là chúng ta được 1 phách. Như vậy 1 phách tương ứng với 1 nốt đen. Cuối bài các bạn để ý thấy có dấu quay lại đúng không ạ? Đó, học đến đâu là chúng ta sẽ thực hành đến đấy. Nghĩa là bài này chúng ta sẽ phải đàn 2 lần. Chúng ta đàn dòng 1, dòng 2. Sau đó gấp dấu quay lại, lại quay lại từ đầu.
đàn một lần nữa các bạn nhé. Ok, chúng ta bắt đầu vào bài thôi. Đầu tiên mình sẽ phân tích dòng 1 các bạn nhé. Ô 1 và ô số 2, các nốt sẽ lần lượt là nốt mi đen, mi đen, mi trắng. Đó. Ô thứ 2 là mi đen, mi đen, mi trắng. Hai ô này thì giống nhau. Ô nhịp thứ 3 và ô nhịp thứ 4 của dòng thứ nhất nhá. Các bạn theo dõi này, ô nhịp thứ 3 và ô nhịp thứ 4. Nốt mi đen, son đen, đồ đen, rê đen, mi tròn. Như vậy là chúng ta sẽ có dòng 1 được đọc như sau. Mi, 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 2. Mi, 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 2. Mi, son, đồ, rê, mi, 2. Rồi chúng ta hãy đọc 5 lần các bạn nhé. Dừng video ở đây và các bạn nhìn vào bản nhạc đã được chiếu. Và các bạn hãy tự đọc 5 lần đi ạ. Mình sẽ cho ẩn chữ đi nhá. Rồi, sau khi mà chúng ta đọc xong rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đánh bằng tay trái. Tay trái, chúng ta sẽ đánh nốt mi bằng ngón số 3. Đồ, rê, mi. Rồi, mi đây. Mi, 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 2. Mi, 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 2. Mi, son, đồ, rê, mi, 2, 3, 4. Rồi các bạn hãy làm theo mình nhá. Mi, 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 2. Mi, 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 2. Mi, son, đồ, rê, mi, 2, 3, 4. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn đọc nốt nhạc của dòng thứ 2. Dòng thứ 2 thì chúng ta cũng sẽ chia ra thành ô 1 và ô 2 đọc trước, ô 3 và ô 4 đọc sau các bạn nhá. Đầu tiên là ô 1 và ô 2. Fa, 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 mi, mi, mi. Đó. Chúng đều là nốt đen đúng không ạ? Chính vì thế mà chúng ta sẽ đọc rất là đều các bạn nhá. Ô 1 và ô 2. Fa, 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 mi, mi, mi. Tiếp theo là ô nhịp thứ 3 và ô nhịp thứ 4. Các bạn để ý thấy nốt đầu tiên của ô nhịp thứ 3 nằm ở khe số 4, khe trên cùng. Rồi, đây sẽ là nốt son. Nốt tiếp theo là nốt son tiếp. Nốt tiếp theo, nốt pha đen. Nốt tiếp theo, nốt rê. Và nốt nhạc ở ô nhịp cuối cùng là nốt đồ tròn. Như vậy ô nhịp thứ 3 và ô nhịp thứ 4 sẽ được đọc là son, son, fa, rê, đồ, 2, 3, 4. Rồi bây giờ mình sẽ đọc nốt và đếm nhịp dòng thứ 2 nhé. Fa, 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 mi, 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 son, son, fa, rê, đồ. Rồi, các bạn lại pause dừng video ở đây và đọc nhạc cho tốt các bạn nhé. Hãy dành 2 phút để đọc nhạc nào. Sau khi mà các bạn đọc nhạc tốt thì các bạn tiến hành đánh đàn. Fa, chúng ta sẽ dùng ngón số 2. Fa, 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 mi, 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 son, son, fa, rê, đồ, 2, 3, 4. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành được bài này. Mình sẽ đánh bài này hoàn thiện một lần các bạn nhé. Mi, 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 son, đồ, rê, mi, 2, 3, 4, số 2. Fa, 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 mi, 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 son, son, fa, rê, đồ, 2, 3, 4. Đến đây chúng ta gặp dấu quay lại thì sẽ quay lại từ đầu đầm lần nữa. Mi, 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 2. Mi, 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 2.
Mi son đồ rê mi hai ba bốn. Fa 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 mi 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 son son fa rê đồ hai ba bốn. Như vậy chúng ta hôm nay đã tìm hiểu về rất nhiều các yếu tố nhạc lý trên một bản nhạc, đúng không ạ? Chỉ số nhịp này, ô nhịp này, vạch nhịp, rồi dấu quay lại. Và mình đã hướng dẫn các bạn là từng chỉ số nhịp sẽ có giá trị như thế nào rồi. Các bạn hãy ghi chú lại nhé. Và tiếp theo là đã học được vị trí của 7 nốt nhạc từ đồ đến si ở trên khóa pha. Phần này rất quan trọng. Đấy, cần phải luyện tập sao cho nhìn phát là biết luôn là nốt gì nhé. Và bài về nhà, đầu tiên các bạn hãy học thuộc vị trí các nốt nhạc trên khóa pha trước nhé. Sau đấy thì luyện tập tác phẩm Jingle Bell bằng tay trái. Gặp nốt nào khó thì các bạn hãy tua lại video để coi lại các bạn nhé. Chúc bạn hoàn thành thật tốt bài tập về nhà. Và nhớ hãy quay video gửi tới hòm thư điện tử để được mình hỗ trợ nhận xét, sửa bài nhé. Tạm biệt các bạn.